mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Quà Tặng Tri Thức, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Lasta phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, chương trình Quà Tặng Tri Thức do Trung tâm Điện máy Idea tài trợ. Hồng Phượng và Đại Nghĩa rất vui vì lại được gặp tất cả quý vị khán giả của chương trình Quà Tặng Tri Thức vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 vào lúc 19 giờ. Kính thưa quý vị khán giả, hàng năm cứ đến tháng 10 sẽ có một giải thưởng quốc tế diễn ra dành cho các nhà khoa học về những đóng góp của họ đối với các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và khoa học xã hội. Thưa quý vị, theo như Hồng Phượng được biết, anh Nghĩa hình như là anh Nghĩa muốn nói đến giải Nobel đúng không? Chính xác, thưa quý vị. Giải thưởng Nobel là giải thưởng quốc tế đầu tiên và vinh dự nhất diễn ra hàng năm theo ý nguyện của Alfred Bennerer Nobel, dành cho những cá nhân có những đóng góp nổi bật nhất trong các lĩnh vực như là vật lý, hóa học, y sinh học, văn học, kinh tế học, và những cá nhân hoặc những tổ chức có những đóng góp hữu ích nhất cho hòa bình thế giới. Và lễ trao giải Nobel diễn ra chính thức vào ngày 10 tháng 12, ngày Nobel qua đời. Theo như Hồng Phượng được biết thì Alfred Bennerer Nobel sinh năm 1833 và mất năm 1896. Ông là một nhà khoa học, là một kỹ sư, đồng thời là một nhà tư bản người Thụy Điển. Ông đã để lại một khoản tiền rất lớn, đó là 9 triệu đô la Mỹ trong di chúc của mình. Và lãi suất của khoản tiền này được sử dụng làm phần thưởng cho những nhà nghiên cứu có những nghiên cứu có lợi nhất cho nhân loại. Hiệp hội Nobel được thành lập vào năm 1900 và giải thưởng của nó lần đầu tiên được trao vào năm 1901. Năm 1968 thì Ngân hàng Thụy Điển lại bổ sung thêm một giải nữa về lĩnh vực kinh tế. Và năm 2007 này thì giải thưởng Nobel về vật lý dành cho hai nhà khoa học Pháp và Đức về công trình nghiên cứu khám phá hiệu ứng từ điện khổng lồ được dùng trong công nghệ đọc đĩa cứng. Nobel y học dành cho ba nhà khoa học Mỹ và Anh về việc nghiên cứu gen trên chuột để biết rõ bệnh trên người. Đặc biệt, giải thưởng Nobel Hòa Bình năm nay được trao cho tổ chức Ủy ban Liên Chính phủ về việc thay đổi khí hậu và cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore cũng về hoạt động cảnh báo về thay đổi khí hậu, thưa quý vị. Như vậy có nghĩa là ý nghĩa của giải Nobel là nhằm vinh danh những nhà khoa học có những đóng góp làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tươi đẹp hơn, đúng không anh Nghĩa? Và ngày hôm nay, để mở đầu cho chương trình của chúng tôi, Đại Nghĩa và Hồng Phượng đã mang đến cho quý vị những thông tin về giải thưởng Nobel. Còn bây giờ thì có lẽ là đến thời gian dành cho chương trình Quà Tặng Tri Thức của chúng ta. Thưa quý vị, chương trình Quà Tặng Tri Thức gồm có tất cả 3 vòng thi dành cho 50 người tham gia chơi tại phim trường. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn kết nối trực tiếp với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tại nhà qua số điện thoại của tổng đài 1900 1747 hoặc số điện thoại 0891066688. Ngoài ra thì tất cả quý vị khán giả cũng có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383 với nội dung tin nhắn như sau: QTTT là viết tắt của Quà Tặng Tri Thức, khoảng trắng số điện thoại bàn cộng với mã vùng. Và những cô điện thoại viên của chúng tôi đang ngồi ở đây sẽ ghi lại tất cả những số điện thoại của quý vị, gấp lại cẩn thận và bỏ vào trong vòng câu này. Và mỗi một khi chương trình Quà Tặng Tri Thức của chúng ta phát sóng, Đại Nghĩa và Hồng Phượng lại rất là hồi hộp và chờ đợi đi tìm xem ai sẽ là người may mắn trong chương trình, bởi vì chúng tôi sẽ rút ra 3 lá phiếu bất kỳ. Trên 3 lá phiếu đó sẽ là 3 số điện thoại của 3 quý vị khán giả gọi điện đến tham gia chương trình. Thế thì bây giờ quý vị đừng chần chờ gì nữa, hãy kết nối ngay với chúng tôi qua những số điện thoại trên nhé. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng đến với trường quay gặp gỡ với anh Quách Hồ Ninh cùng với 50 người chơi. Xin mời. Vòng 1 của trò chơi Quà Tặng Tri Thức đã bắt đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ chứng kiến phần tham gia trò chơi của 50 bạn đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Xin chào mừng tất cả các bạn. Trước khi các bạn bước vào trò chơi thì tôi cũng xin nhắc các bạn sơ sơ về cách thức chúng ta tham gia trò chơi. Đến với Quà Tặng Tri Thức thì các bạn sẽ trải qua 3 vòng. Mỗi vòng các bạn sẽ trả lời một câu hỏi. Nếu như bạn nào trả lời đầy đủ cả 3 câu hỏi thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng là 15 triệu đồng. Kết thúc vòng 3 có 3 bạn trả lời đúng thì 15 triệu sẽ chia cho 3. Nếu có 10 bạn trả lời đúng thì 15 triệu sẽ chia cho 10. Mà 50 bạn trả lời đúng thì 15 triệu sẽ chia cho 50. Cho nên là các bạn cố gắng loại càng nhiều đối thủ càng tốt. Điều quan trọng là chúng ta chỉ có 10 giây suy nghĩ, 3 giây để lựa chọn đáp án. Sau 3 giây mà các bạn vẫn chưa bấm phím chọn đáp án, sự lựa chọn các bạn sẽ không được máy tính ghi nhận. Và như thế thì các bạn đành phải chia tay với cuộc chơi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung câu hỏi vòng 1. Câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau: loài nào sau đây là thú quý hiếm được phát hiện đầu tiên ở Việt Nam? A. Tê giác. B. Sao la. C. Xéo đầu đỏ. Và D.
là có. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn quyết định xem nên chọn đáp án nào. 3 giây bắt đầu. 3 giây của chúng ta trôi qua rồi. Và bây giờ chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A có 11 bạn. Đáp án B có 10 bạn. Đáp án C có 25 bạn. Và đáp án D có 2 bạn. Ở câu hỏi này thì có 2 bạn đã chọn phím trả lời sau thời gian 3 giây, cho nên máy tính đã không ghi nhận câu trả lời của bạn. Rất tiếc phải nói lời chia tay với bạn. Và bây giờ là đáp án chính xác của câu hỏi này. Đó chính là đáp án các bạn thân mến. Tê giác, sao la, xíu đầu đỏ, cọp đều là thú quý hiếm, nhưng sao la được phát hiện đầu tiên ở Việt Nam vào năm 1992 tại vùng rừng núi Nghệ An thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Xin chúc mừng 10 bạn đã chọn đáp án B. Các bạn được bước tiếp vào vòng trong. Và tôi phải nói lời chia tay với những người bạn đã không chọn đáp án B. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Rất mong gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho những khán giả đang xem truyền hình tại nhà cùng tham gia trò chơi với chúng ta. Nào, chúng tôi xin kính mời. Người bạn đã đúng câu hỏi đầu tiên của chương trình Anh Nghĩa ơi. Như vậy là từ 50 người bạn mà chỉ có 10 người bạn đã đúng câu hỏi thôi. Anh Nghĩa nghĩ coi việc này như thế nào đây? Anh thấy rằng cuộc thi của chúng ta đã trở nên rất là gay go và khốc liệt ngay từ vòng thi đầu tiên. Bởi vì chỉ còn có 10 bạn bước tiếp vào vòng trong và mà còn vẫn còn 2 vòng thi nữa. Vậy thì chúng ta cùng chờ xem trong 10 người bạn này sẽ còn bao nhiêu người có thể bước tiếp đến vòng cuối cùng của chương trình quà tặng tri thức và cùng nhau chinh phục giải thưởng là 15 triệu đồng. Mặc dù bây giờ Hồng Phượng và Đại Nghĩa cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình đang rất là hồi hộp để xem 10 người bạn này họ sẽ thực hiện vòng 2 tiếp theo như thế nào, thì trong thời gian này thì chúng tôi sẽ dành thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ. Hồng Phượng sẽ phải làm công việc của mình, quay lồng cầu để tìm xem ai là người khán giả may mắn đầu tiên trở thành người chơi tại nhà của chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Hồng Phượng đã quay lồng cầu và đang đảo đều tất cả những lá thăm để chọn ra phiếu thăm may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Có rồi đây, và bây giờ xin mời anh Nghĩa. Thưa quý vị, số điện thoại mà Đại Nghĩa cầm trên tay là số 0883032733. Đó chính là số điện thoại của vị khán giả may mắn đầu tiên trong chương trình hôm nay. Xin mời phòng máy giúp chúng tôi liên lạc với chủ nhân của số điện thoại này. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với 8 bảng logo đang có mặt ở đây. Đây chính là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea. Logo đầu tiên, trung tâm điện máy Idea, đúng hàng, đúng giá, đủ hàng, đủ hiệu. Samsung, không có gì là khó tưởng tượng. Logo thứ ba, Sony, riêng một bản sắc. Logo thứ tư, Toshiba, tiên phong trong công nghệ. Logo thứ năm, Hitachi, cảm hứng tương lai. Logo thứ sáu, Sanyo, luôn vì môi trường. LG, cuộc sống tốt đẹp. Và logo số 8, Olympus, tầm nhìn của bạn, tương lai của chúng tôi. Thưa quý vị, đây chính là 8 logo hết sức quen thuộc trong chương trình quà tặng tri thức của chúng ta. Và ẩn đằng sau những logo này chính là những phần quà vô cùng hấp dẫn chờ đợi quý vị đó. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với vị khán giả may mắn đầu tiên của chương trình. Alo, xin chào vị khán giả đầu tiên ạ. Alo, chị có nghe được Hồng Phượng và Đại Nghĩa nói không ạ? Không phải. Alo, vị khán giả đầu tiên ơi,
Vừa rồi Đại Nghĩa có nghe tiếng alo của chị đó. À vâng, xin chào chị. Chị hãy giới thiệu về bản thân của mình đi ạ. Alo. Xin chào vị khán giả may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Alo, xin chào chị. Chị hãy tự giới thiệu về mình ạ. Chị là Nguyễn Thị Mỹ Hồng. À, xin chào chị Hồng, chị hãy giới thiệu về công việc của mình đi ạ. Alo. Chị nội trợ. Chị Hồng làm công việc nội trợ. Chị Hồng ơi, đường line điện thoại của chúng ta hình như không tốt lắm. Chính vì thế khi Đại Nghĩa đọc câu hỏi, chị hãy nhanh chóng đưa ra đáp án nha. Bởi vì sau 10 giây nếu mà chị chưa đưa ra đáp án thì xem như là không có quyền trả lời nữa, tiếc lắm. Còn bây giờ mời chị hãy lựa chọn một trong 8 bảng logo ở đây. Chị chọn logo nào ạ? Rồi chị chọn logo Samsung. Logo Samsung. Và chúng ta cùng xem phần quà là gì nào. Máy MP3 Samsung dung lượng 1GB, màn hình OLED 1.8 inch, kích thước mỏng 6.9mm xem được văn bản. Phần quà này sẽ thuộc về chị nếu như chị đưa ra đúng câu hỏi mà chúng tôi đưa ra cho chị. Bây giờ mời chị sẵn sàng lắng nghe câu hỏi nha. Tỉnh có diện tích trồng cà phê lớn nhất nước ta. Đó, có 4 đáp án dành cho chị. A. Bình Phước, B. Lâm Đồng, C. Đắk Lắk và D. Kon Tum. Chị có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu. Nhanh lên chị ơi. Rồi. Chị thấy cà phê thì có trồng ở Lâm Đồng nhưng mà nhanh lên chị. Và ở Đắk Lắk á thì hình như là diện tích lớn hơn. Chị chọn câu C. Đắk Lắk. Ừ. Và bây giờ mời chị lắng nghe xem đáp án của chương trình như thế nào nha. Tỉnh có diện tích trồng cà phê lớn nhất nước ta. Tỉnh này có sản lượng hàng năm trên dưới 300.000 tấn cà phê nhân, chiếm khoảng 1/3 tổng sản lượng của cả nước. Ngoài ra, tỉnh này cũng là nơi trồng rất nhiều cây công nghiệp và cây ăn trái của nước ta như là cây bông vải, cây cao su, cây ca cao, cây điều, bơ và sầu riêng, vân vân. Và tỉnh này chính là tỉnh Đắk Lắk. Xin chúc mừng chị. Chị Hồng ơi. Bây giờ thì phần quà đó là một chiếc máy MP3 Samsung nó thuộc về chị rồi. À, cảm xúc của chị lúc này như thế nào và chị sử dụng phần quà này để làm gì ạ? Alo. Alo. Chị rất là vui tại vì chị rất là vui. Chị rất là vui. Vậy thì chị sẽ sử dụng phần quà này như thế nào? Chị sẽ sử dụng chị sử dụng món quà này để chị tặng cho con gái chị. Nó rất thích món quà này. Hồng Phượng cũng nghĩ rằng con của chị cũng sẽ rất thích món quà này. Và xin chúc cho chị cùng với gia đình sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ. Xin cảm ơn chị đã đến với chương trình quà tặng tri thức của chúng tôi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng quay trở lại với phim trường. Anh Quách Hồ Ninh cùng với 10 người chơi ở đây đang chờ đợi chúng ta đó. Chúng ta cùng nhau lên đường. Và kính thưa quý vị và các bạn, từ vòng 1 có 50 bạn tham gia, bây giờ bước vào vòng 2 chỉ còn có 10 bạn thôi. Chúng ta xem 10 bạn này sẽ thi thố tài năng với nhau để xem ai là người được bước tiếp vào vòng 3 để tranh tài phần thưởng trị giá 15 triệu đồng. Nội dung của câu hỏi vòng 2 như sau. Bóng đèn điện được phát minh vào năm nào? A. Năm 1879. B. Năm 1889. C. Năm 1899. Và D. Năm 1909. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. Hết 3 giây rồi. Chúng ta xem trong từng đáp án sẽ có bao nhiêu bạn lựa chọn nào. Ở đáp án A có 7 bạn. Đáp án B không có bạn nào chọn. Đáp án C cũng không có bạn nào chọn. Và đáp án D có 2 bạn. Ở câu hỏi của vòng này thì có một bạn đã nhấn phím trả lời sau 3 giây, cho nên máy tính đã không nhận câu trả lời của bạn. Rất tiếc phải nói lời chia tay với bạn từ đây. Và bây giờ chúng ta xem đáp án chính xác của chúng ta ở câu hỏi này là đáp án nào. Đó chính là đáp án
các bạn thân mến, vào năm 1879, nhà phát minh thiên tài người Mỹ Thomas Edison đã phát minh ra bóng đèn điện, một trong những phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ 19. Xin chúc mừng mấy bạn đã chọn đáp án A. Các bạn sẽ được bước tiếp vào vòng trong. Và xin chia tay những người bạn đã không chọn đáp án A. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Rất mong gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau. Còn bây giờ thì kính thưa quý vị khán giả đang xem truyền hình, các bạn hãy lắng nghe xem số điện thoại của các bạn có phải là số điện thoại của vị khán giả may mắn tiếp theo không nha. Nào, chúng tôi xin mời. Xin chúc mừng 7 người chơi đã trả lời đúng câu hỏi của chương trình để bước tiếp vào vòng 3 của chương trình quà tặng tri thức. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm xem ai sẽ là người khán giả may mắn thứ hai. Hồng Phượng ơi, thông thường thì anh em chúng ta phải quay lòng cầu để tìm xem lá thăm may mắn đúng không? Đúng. Nhưng rồi. Mà anh Đại Nghĩa có nhận được một số ý kiến của khán giả rằng nói rằng anh em mình thường xuyên lấy những cái lá phiếu bên trên thôi mà không lấy những lá phiếu nằm tận dưới đáy lòng cầu, thành ra những người nằm bên dưới rồi sẽ bị thiệt thòi. Chính vì thế ngày hôm nay Đại Nghĩa sẽ không quay lòng cầu nữa thưa quý vị, mà Đại Nghĩa sẽ đảo đều tất cả những lá phiếu này lên và sẽ chọn ngay một cái lá thăm nằm ở phía dưới đáy của lòng cầu luôn. Và chúng ta cùng tập trung xem chủ nhân của số điện thoại may mắn thứ hai sẽ là ai đây. Nặng lắm đó Hồng Phượng ơi. Cố gắng lên anh Nghĩa ơi. Cái số phiếu của chúng ta rất là nhiều. Đây rồi, một lá phiếu nằm sát đáy lòng cầu luôn. Không biết ai đây ta. Và để xem số điện thoại này sẽ thuộc về chủ nhân may mắn nào đây. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0898922 97. Và xin một phần kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Và trong khi chờ đợi để trò chuyện với vị khán giả thứ hai này, quý vị ơi đừng quên tiếp tục kết nối ngay với chương trình chúng tôi qua số điện thoại 0891066688. Bởi vì khi chương trình chúng tôi phát sóng trực tiếp thì quý vị hãy gọi vào số điện thoại này, các cô tổng đài viên xinh đẹp của chúng tôi sẽ nhận cuộc điện thoại và trò chuyện với quý vị ngay. Và biết đâu ở vòng 3, vòng tiếp theo của chương trình dành cho những người chơi tại nhà, số điện thoại của quý vị sẽ nằm trong tay của Đại Nghĩa và Hồng Phượng thì sao? Nhanh tay lên nha. Ngoài ra thì tất cả quý vị khán giả cũng có thể gọi điện về cho chương trình qua trong tất cả các ngày trong tuần qua số điện thoại 1900 1747, hoặc nhắn tin vào số 8383 với nội dung tin nhắn là QTTT quảng trắng số điện thoại bàn cộng với mã vùng. Và chúng tôi hy vọng rằng ngày càng sẽ nhận được nhiều hơn sự tham dự của tất cả quý vị trong chương trình quà tặng tri thức. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với vị khán giả may mắn thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. Alo, xin chào vị khán giả thứ hai. Dạ alo, em xin chào chị Hồng Phượng, anh Hà Đại Nghĩa ạ. Vâng, xin chào bạn ạ. Bạn hãy giới thiệu về mình đi nào. Dạ em tên Lê Thị Kim Ngân, hiện em đang ở Gò Vấp. À, bạn Ngân đang làm ở Gò Vấp, không biết công việc của bạn là gì ạ? À, em là nhân viên pha chế. Nhân viên pha chế. Một công việc rất đặc biệt. À, chị ơi, chị cảm thấy công việc này có điều gì thú vị ạ? Dạ có rất nhiều thú vị chị ạ. Tại vì mình đem lại một ly nước mà hạ cân, người khách uống họ thấy vừa lòng và mát lòng. Và những lúc mà nóng nực và mùa hè nóng nực và oi bức như những có những lúc mà bực bội như thế nào đó, có thể thư giãn được phần nào. Chỉ cần dựa vào điều này thôi thì Hồng Phượng và Đại Nghĩa chắc phải một ngày nào đó hẹn chị ở ngoài đời để xem, để học hỏi thêm về những kiến thức về pha chế của chị thôi. Và bây giờ trước khi lắng nghe câu hỏi của chương trình thì xin mời chị hãy chọn một trong 7 bảng logo còn lại. Dạ em xin chọn bảng Hitachi ạ. Bảng Hitachi. Dạ. Và chúng ta cùng xem phần quà là gì nào. Nồi cơm rút nấu hẹn giờ. Ông Vượng biết rằng là phụ nữ thì ai cũng thích phần quà này cả. Vì vậy chị hãy cố gắng lên để đáp đúng câu hỏi mà chúng tôi đưa ra chị nhé. Dạ. Còn bây giờ mời chị lắng nghe câu hỏi. Câu hỏi của chúng tôi như sau. Giải thưởng Abel quốc tế được trao ở lĩnh vực nào sau đây? Chị sẽ có 4 sự lựa chọn. A. Toán học. B. Văn chương. C. Hòa bình. D. Kinh tế. Chị sẽ có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây dành cho chị. Bắt đầu. Chị chọn đáp án nào ạ? Dạ câu A. Đáp án A. Đó là toán học. Dạ. Chỉ trong một vòng vài giây đầu tiên thôi chị đã đưa ngay ra đáp án rồi. Không biết là chị chọn đáp án này dựa trên cơ sở nào ạ? Chị xem qua sách báo hay là chị xem trên truyền hình mà chị biết được thông tin này? Dạ em 50-50. 50-50. Thế là chị đang chờ vận may có mỉm cười với mình hay không? Dạ. Hồng Phượng ơi đừng để chị hãy chờ lâu nữa. Và bây giờ xin mời chị lắng nghe đáp án của chúng tôi như sau. Giải thưởng Abel ra đời vào năm 2001, vào đúng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 200 của nhà toán học Na Uy Niels Henrik Abel. Mục đích của giải này là lấp đi sự thiếu vắng của giải Nobel trong toán học.
Và giải Abel là giải thưởng được vua Na Uy trao hàng năm cho những nhà toán học xuất chúng. Như vậy đáp án đúng là đáp án A. Hồng Phượng và Đại Nghĩa xin được chúc mừng. Từ đoán nghe trong đầu dây bên kia, chị đã hét lên rất là vui một tiếng rồi. Thế thì bây giờ chị ơi, chị hãy là một lần nữa chị chia sẻ niềm vui, chia sẻ cảm xúc của mình cho tất cả quý vị khán giả xem đài đi ạ. Dạ em rất vui và em rất cảm ơn chương trình và chị Hồng Phượng và Đại Nghĩa ạ. Em rất hạnh phúc. Vâng, Hồng Phượng rất là hiểu cảm giác của chị lúc này. Hồng Phượng và Đại Nghĩa xin được chúc mừng chị. Dạ em cảm ơn chương trình và chào anh Đại Nghĩa đẹp trai. Dễ thương. Mắc cỡ quá đi thôi. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin tạm biệt vị khán giả may mắn thứ hai. Mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng quay trở lại với phim trường gặp gỡ với anh Quách Hồ Ninh cùng với 7 người chơi cùng nhau bước tiếp vòng 3 chương trình quà tặng tri thức. Xin mời. Kính thưa quý vị, một chút bia, một chút rượu trong những buổi tiệc hay là những buổi họp mặt sẽ tạo nên hưng phấn để cho câu chuyện rơm rã hơn. Thế nhưng vượt quá cái ngưỡng cho phép để đánh đà quá chén say bí tỉ thì đó là điều không khuyến khích chỗ nào, đúng không nào? Tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện của những người say. Câu chuyện như thế này: có ba ông nhậu say bí tỉ, thế là cùng nhau dìu nhau về. Đến trước cửa một căn nhà thì các ông mới đập cửa. Cộc. Đây này, ở đây có phải là nhà ông Tư không? Thì bên trong nhà có tiếng phụ nữ trả lời: đúng rồi đó. Thì bên ngoài hỏi: ê, bà là cái gì của ông Tư? Tôi là vợ của ông Tư. Vậy hả? Vậy thì bà lẹ và ra đây, bà nhìn coi trong ba đó tôi ai là ông Tư, dắt ông vô ngủ, hai người khác ông về nhà. Say đến nỗi mà không biết mình là ai nữa thì đúng là đáng trách, phải không nào? Mong rằng chúng ta sẽ không gặp những trường hợp như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của câu hỏi vòng 3. Câu hỏi vòng 3 của chúng ta có nội dung như sau: kim tự tháp Ai Cập nào lớn nhất, hùng vĩ nhất? A. Kim tự tháp Xerxes. B. Kim tự tháp Mykerinos. C. Kim tự tháp Khéphre. D. Kim tự tháp Cheops. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn xem lên chọn đáp án nào. 3 giây bắt đầu. 3 giây đã trôi qua rồi. Chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn đây. Đáp án A không có bạn nào. Đáp án B cũng không có bạn nào. Đáp án C cũng không có bạn nào chọn. Tất cả sự lựa chọn đều dùng cho đáp án D. Các bạn đã chung lòng với nhau rằng đáp án D là đáp án chính xác. Để xem có phải như thế không nha. Đáp án chính xác của chúng ta ở câu hỏi này đó chính là đáp án D. Kính thưa quý vị, vua Cheops chính là người đã cho tiến hành xây dựng kim tự tháp hùng vĩ nhất Ai Cập. Kiến trúc mỗi cạnh đế khoảng 230 mét, có tài liệu cho là 270 mét. Theo thiết kế ban đầu cao hơn 146 mét, hiện nay còn cao là 138 mét. Xin chúc mừng cả 7 bạn. Các bạn đều chọn đáp án D và các bạn là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy chờ đợi xem vị khán giả may mắn cuối cùng của tối hôm nay là ai nào. Xin chúc mừng 7 người bạn đã trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Anh Nghĩa ơi, còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm xem ai sẽ là người may mắn cuối cùng.
Mời Hồng Vượng. Nhưng mà trước khi Hồng Vượng bốc thì Hồng Vượng thấy rằng như thế này nè, chúng ta rất là may mắn bởi vì hai khán giả đầu tiên của chúng ta đã là hai khán giả nữ rồi. Vậy thì anh Nghĩa đoán xem coi là khán giả thứ ba của chúng ta sẽ là nam hay là nữ đây? Là nam hay nữ thì bây giờ trước tiên anh phải biết số điện thoại đó là của ai cái đã. Nhưng mà bây giờ thì mình nên quay vòng cầu hay là mình nên lấy một lá thăm? Lên lấy một lá thăm ở nằm dưới cuối lòng cầu. Quyết định như thế đi. Hồng Phượng sẽ không quay lòng cầu nữa mà Hồng Phượng sẽ chọn một phiếu thăm ở tuốt dưới đáy của lòng cầu để xem vị khán giả may mắn thứ ba của chương trình là ai nào. Đây là phiếu thăm may mắn thứ ba, xin mời anh Nghĩa. Thưa quý vị, số điện thoại mà đừng nghe cầm trên tay là số 0892711101. Đó chính là số điện thoại của vị khán giả may mắn cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Mời phòng máy giúp chúng tôi liên hệ với vị khán giả này. Và như vừa rồi Hồng Phượng nói rằng chúng ta cá xem vị khán giả này là nam hay nữ đúng không? Anh thấy rằng hai vị khán giả đầu tiên của chúng ta rất là may mắn, đều là khán giả nữ hết. Và khi một khán giả nữ may mắn thì anh đề nghị có được một lời khen tặng là rất là dễ thương và đẹp trai. Chính vì thế bây giờ anh mong rằng vị khán giả cuối cùng của chúng ta sẽ là một vị khán giả nam, để cho vị khán giả nam này cũng là một người may mắn. Và biết đâu Hồng Phượng sẽ nhận được một câu khen tặng từ anh bạn thì sao? Hồng Phượng cũng hy vọng là như thế. Nhưng mà Hồng Phượng còn có một câu hỏi này muốn hỏi anh Nghĩa nữa nè. Hai khán giả nữ đầu tiên đều là hai khán giả ở thành phố cả. Vậy thì bây giờ anh Nghĩa hy vọng rằng khán giả thứ ba này sẽ là ở đâu đây? Số điện thoại của mình là số điện thoại thành phố bởi vì 08 đúng không? Đúng nhưng rồi. Mà hy vọng rằng người này xuất thân từ ở các tỉnh chẳng hạn. Nhưng mà Hồng Phượng sẽ đoán vị khán giả thứ ba sẽ là nữ và ở thành phố luôn. Rồi, chúng ta cùng xem ai đúng nha. Rồi. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với vị khán giả cuối cùng trong chương trình hôm nay thưa quý vị. Alo, xin chào vị khán giả may mắn thứ ba của chương trình. Alo. Ồ. Xin chào anh Đại Nghĩa, chị Hồng Phượng. Vâng, xin chào anh ạ. Anh hãy giới thiệu đôi nét về bản thân của mình đi ạ. Mình tên là Phạm Thanh Phong, hiện đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Gia Tiến. Công việc chính của mình là cung cấp vé máy bay. Hiện giờ anh đang ở đâu ạ? Mình đang sống ở quận 10 ạ. Sống ở quận 10, có nghĩa là ở thành phố, như vậy là chúng ta 50-50. Nhưng mà mình hỏi tiếp xem nè, anh Phong thân mến, không biết rằng quê của anh ở đâu ạ? Quê của mình là sống và lớn lên tại Tiền Giang, nhưng mà hiện nay công tác ở thành phố. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều. Và qua sự giới thiệu của anh, Đại Nghĩa biết rằng trong cuộc thi đấu vừa rồi, Đại Nghĩa đã chiến thắng Hồng Phượng. Còn bây giờ mời anh lựa chọn một trong 6 bảng logo còn lại ở đây. Mình sẽ chọn bảng Toshiba. Toshiba. Chúng ta cùng xem phần quà là gì nào. Tủ lạnh Toshiba 120 lít, có chức năng làm lạnh nhanh và không đóng tuyết. Anh ơi, chiếc tủ lạnh này sẽ thuộc về anh nếu như anh trả lời đúng câu hỏi mà Đại Nghĩa đưa ra cho anh. Anh sẵn sàng chưa nào? Dạ, sẵn sàng. Mời anh lắng nghe câu hỏi. Cầu Mỹ Thuận được khởi công xây dựng vào năm nào? Có 4 sự lựa chọn dành cho anh. A. 1997. B. 1998. C. 1999. Và D. 2000. Anh có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu. Nhanh lên anh ơi. Mình chọn là năm 1997 ạ. Năm 1997 đó là đáp án A. Chính xác không đây? Hồi hộp quá. Mời anh lắng nghe nha, xem anh có phải là người may mắn cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay hay không. Cầu Mỹ Thuận bắc ngang sông Tiền Giang thuộc tỉnh Vĩnh Long. Cầu được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 6 tháng 7 năm 1997 và hoàn thành vào ngày 21 tháng 5 năm 2000. Chi phí xây dựng bao gồm chính phủ Úc góp 66% và 34% là của chính phủ Việt Nam. Như thế sự lựa chọn của anh là một sự lựa chọn chính xác. Xin chúc mừng. Anh ơi, bây giờ thì anh có lời nào muốn nói với Đại Nghĩa Hồng Phượng cũng như với tất cả mọi người không nào? Gửi tin tham gia chương trình đã rất là nhiều, nhưng hôm nay mình rất là may mắn được là người may mắn thứ ba tham dự chương trình. Mình xin cảm ơn và chúc chương trình được thành công. Chúc anh Đại Nghĩa, chị Hồng Phượng nhiều sức khỏe. Một lời khen tặng dành cho Hồng Phượng đi nào. Chúc chị Hồng Phượng trẻ đẹp. Xin cảm ơn anh. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với vị khán giả may mắn cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Hôm nay quả là một ngày rất là vui bởi vì cả ba vị khán giả đều là ba người may mắn giành được phần quà của chương trình. Còn bây giờ thì thời gian dành cho chúng ta đã kết thúc rồi. Hồng Phượng, Đại Nghĩa và tất cả những người thực hiện chương trình xin được tới lời chia tay với quý vị khán giả. Và đại diện cho những người làm chương trình, chúng tôi xin cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Những quý vị khán giả nào đã trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay, đừng quên liên lạc với công ty cổ phần Lasta số 23 đường Phùng Khắc Khoang,
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã nhận phần quà dành cho mình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình quà tặng tri thức phát sóng vào tối thứ sáu lúc 19 giờ trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.